Anh, bây giờ chúng ta sẽ trao đổi thêm với nhau một tí về cái làm việc với cái giao diện để quản lý cái giao diện làm việc. Thì Photoshop nó hỗ trợ các bạn mấy cái chế độ như thế này về mặt hiển thị. Thứ nhất là trong trường hợp các bạn nhấn tab thì tất cả những hộp công cụ, các cái thanh panel, các Docker lập tức là bị giấu hết đi, để làm sao để nó mở rộng cái khu vực làm việc, và thứ hai nữa là nó sẽ cho chúng ta tập trung vào trong cái ảnh mà chúng ta đang xử lý, đỡ bị nhiễu thị giác bởi những cái thứ xung quanh đấy. Thì đôi lúc là các bạn sẽ không thấy cái này, cũng có thể là do các bạn bị đóng nhầm, các bạn xóa nhầm, nhưng mà cũng có thể là các bạn nhấn vào phím tab mà không biết. Thì việc đầu tiên các bạn kiểm tra là bằng cách nhấn tab cho tôi, nếu đã thấy nó hiện lên rồi thì ok, như vậy là chúng ta đã tìm lại được những cái thanh công cụ hoặc là những cái panel. Thế còn trường hợp thứ hai là gì? Trường hợp thứ hai là Photoshop nó cung cấp cho các bạn ba cái cách trình bày màn hình. Thì cái này hôm trước thì tôi cũng đã nói sơ sơ một tí tẹo, bây giờ tôi nói kỹ hơn. Đó là dưới các cái công cụ này thì chúng ta còn có một cái biểu tượng để mà chọn các cái chế độ preview. Thì trong này các bạn sổ ra nó sẽ có ba chế độ. Một chế độ là standard, một chế độ là full screen mode with menu bar, và một chế độ là full screen mode. Và phím tắt thì các bạn nhìn thấy ở đây nó đều là phím F cả. Do đó khi thao tác chúng ta chỉ cần là nhấn phím F vài lần. Đây, tôi nhấn phím F lần đầu tiên. Bắt đầu nó giấu bớt đi một số thứ. Đó, nhấn phím F thêm một lần nữa thì nó giấu hết đi. Đấy, tuy nhiên ở đây là vẫn còn thước nhé. Thước thì các bạn phải tắt bật riêng. Đó là phím Ctrl R. Các bạn có thể gọi nhanh hoặc tắt nhanh cái thước bằng cách là nhấn Ctrl R. Còn bây giờ nhấn F thêm một lần nữa thì nó sẽ lại hiện tất cả ra. Đấy, thì trong các trường hợp như vậy thì các bạn kiểm tra cho tôi. Trước hết là tab, thứ hai là phím F để xem nó có hiện lại ra những cái thứ mà mình đang đi tìm hay không. Còn trường hợp cuối cùng, nếu nhấn cả những cái đó rồi mà không thấy đâu cả thì về mặt nguyên tắc các bạn tìm cái gì các bạn vào trong Windows cho tôi. Đấy, tất cả mọi panel, tất cả mọi thứ nó đều nằm ở trong này. Và nếu mà các bạn cứ nhấn lần lượt mà nó hiện ra là thì chúng ta sẽ tìm được cái chúng ta cần. Thường nhất là các bạn hay bị giấu mất cái thanh tool này, cái hộp công cụ về phía bên tay trái này. Đấy, mất. Thì đây, nếu mà nhấn tab này không ăn thua, đúng không? Nhấn F cũng không ăn thua. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào trong Windows, tìm xuống dưới này và các bạn chọn cho tôi tool ở đây thì nó sẽ hiện trở lại. Đấy, cái cách thức để mà chúng ta tìm ra những cái thứ mà chúng ta bị giấu mất hay vô tình hay là cố ý gì đấy thì là các bạn sẽ tìm ở đây.